Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Việt Nam Sport ngày 23 tháng 1 năm 2022. Trước khi đến với những thông tin chi tiết hiện diện trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Việt Nam Sport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Tuyển Việt Nam đầy tự tin trong buổi đầu tiên trên đất Úc. Sau chuyến bay đến Australia, đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng bước ra sân tập luyện ở buổi tập đầu tiên tại Melbourne với một tinh thần rất hứng khởi nhằm chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Úc trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Điểm thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam đó là sân tập nằm cách khách sạn chưa đầy 1 km và có chất lượng mặt cỏ khá tốt. Thử thách đầu tiên đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là sự chênh lệch về múi giờ. Điều này khiến cho cao thủ gặp khá nhiều khó khăn để bắt nhịp với nhịp sinh hoạt mới. May mắn là thời điểm này tại Melbourne thời tiết khá dễ chịu với nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C. Đặc biệt, không khí rất trong lành và gần như không bị ô nhiễm bởi khói bụi. Ban tổ chức nước chủ nhà không áp dụng nguyên tắc bong bóng khép kín khi tổ chức các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Điều này giúp cho tinh thần thầy trò huấn viên Park Hang-seo thư thái hơn khi không bị bó hẹp trong không gian chật chội, tù túng. Mặc dù vậy thì các thành viên của đội tuyển vẫn tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống dịch trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn có nhiều diễn biến phức tạp tại Melbourne. Trong buổi tập chiều ngày hôm qua, do vừa trải qua cuộc hành trình tiêu tốn khá nhiều thời gian và thể lực, nên huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ đưa ra những nội dung nhằm giúp cầu thủ giải phóng sức y và lấy cảm giác bóng. Đội tuyển xác định mỗi trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều là cơ hội quý giá để nâng cao trình độ, từng bước tiệm cận với đẳng cấp chơi bóng của những đội tuyển hàng đầu châu lục. Do vậy, dù không còn khả năng cạnh tranh xuất thi tiếp, nhưng sự chuẩn bị của đội tuyển vẫn luôn nghiêm túc và kỹ càng, tập trung sức lực và tinh thần để có thể bước vào trận đấu với phong độ tốt nhất. Trận đấu lượt về giữa tuyển Việt Nam gặp Australia sẽ diễn ra lúc 16 giờ theo giờ Việt Nam ngày 27 tháng 1. Ở trận lượt đi, đội bóng của huấn luyện viên Park đã để thua đội tuyển Australia với tỷ số xích sao 0-1 trên sân nhà Mỹ Đình. Tuyển nữ Việt Nam sắp đón cầu thủ trước trận gặp Nhật Bản. Chiều 2 tháng 1, tuyển nữ Việt Nam đón tin vui từ nhóm 6 thành viên còn lại tại Tây Ban Nha. Hai tuyển thủ và hai cán bộ đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính và bay luôn sang Ấn Độ trong ngày 22 tháng 1, dự kiến sẽ có mặt tại thành phố Pune trong ngày hôm nay, 23 tháng 1 năm 2022. Nếu hai cầu thủ này tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi nhập cảnh vào Ấn Độ, họ sẽ hội quân ngay với đội tuyển nữ Việt Nam, bước vào tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ kịp bổ sung thêm lực lượng cho trận đấu vào ngày 24 tháng 1 gặp Nhật Bản. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng 5-0 trước Myanmar trong ngày ra quân. Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn một cầu thủ, một cán bộ tại Tây Ban Nha. Hai thành viên này sẽ đợi kết quả xét nghiệm COVID-19 tiếp theo trước khi bay sang Ấn Độ hội quân. Sau khi thua 0-3 trước Hàn Quốc vào ngày ra quân ở bảng C vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam được nghỉ ngơi vào sáng ngày 2 tháng 1 và trở lại tập nhẹ vào buổi chiều cùng ngày với tổng cộng 17 cầu thủ. Ba cầu thủ dương tính với SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục cách ly, đợi thông báo tiếp theo từ ban tổ chức. Các bác sĩ và thành viên ban luyện của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang làm việc trực tiếp với nhà bếp khách sạn để bổ sung thêm những thực phẩm và cải thiện bữa ăn hàng ngày cho cao thủ. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có thêm 2 ngày để chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Câu lạc bộ V-League chiêu mộ thành công tiền đạo Balotelli. Trên trang Facebook chính thức của mình, câu lạc bộ Sài Gòn thông báo đã hoàn tất hợp đồng với chân sút người Brazil Gustavo Santos Costa, hay còn được gọi với cái tên Gustavo Balotelli. Cầu thủ 25 tuổi này không phải là gương mặt quá xa lạ với ngưỡng mộ bóng đá Việt Nam, bởi anh từng có thời gian qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đại kình địch cùng thành phố của câu lạc bộ Sài Gòn. Gustavo Balotelli cũng từng thi đấu tại J-League cho đội bóng Grampus. Trong sự nghiệp của mình thì cựu cầu thủ của Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu chơi bóng ở các câu lạc bộ tại quê nhà Brazil. Sở hữu chiều cao 1m77, Gustavo có một thể hình và sức mạnh ấn tượng để dễ dàng tạo được những lợi thế trong các pha tranh chấp. Ở mùa bóng 2022, câu lạc bộ Sài Gòn thể hiện rõ sự quyết tâm của mình khi chiêu mộ một loạt những tân binh Biong Kion, Hoàng Minh Tuấn hay Nguyễn Việt Phong và mới nhất là Gustavo Balotelli. Thành tích tốt nhất của câu lạc bộ Sài Gòn tại V-League chính là V-League thứ 3 trong mùa giải 2020. Họ cũng là đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường AFC Cup. Tuy nhiên vì dịch bệnh, bảng đấu của đội bóng này đã bị hủy bỏ. V-League 2021 chứng kiến một phong độ kém cỏi của đội chủ sân Thống Nhất khi Sài Gòn chỉ có thể cán đích ở vị trí áp chót sau 12 vòng đấu, hơn vị trí xuống hạng vỏn vẹn đúng 3 điểm. Rất may cho đội bóng Sài Thành khi mùa giải đã hủy bỏ do vấn đề dịch bệnh. Nếu không, đội bóng này rất có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ phải vật lộn để trụ hạng. Theraton biện minh cho biệt danh vua cùi chỏ tại AFF Cup. Mới đây đáp trả lại những lời chỉ trích về việc mình liên tục chơi xấu tại AFF Cup 2020, trong đó đáng kể là những pha đánh cùi chỏ nhằm về phía đối thủ. Theraton Bumathan đã có lời biện minh. Hậu vệ của đội tuyển Thái Lan đã trả lời: "Tôi đã chơi ở J-League 4 năm rồi, chưa bao giờ tôi cảm thấy tức giận và bị tổn thương nhiều như tại AFF Cup vừa rồi. Ở J-League cao thủ chỉ tập trung vào đá bóng, trong khi ở AFF Cup các đội khi thấy Thái Lan là thi đấu quyết liệt quá mức cần thiết. Tại AFF Cup 2020, Theraton Bumathan liên tiếp có các pha đánh cùi chỏ nhằm vào Quang Hải, Văn Thanh và Hồ Tấn Tài của đội tuyển Việt Nam ở các trận bán kết.
Đến trận chung kết lượt về gặp Indonesia, Theraton lại có màn tung cú trò vào mặt của cầu thủ Indonesia. Điều đáng ngạc nhiên, hậu vệ từng thi đấu của câu lạc bộ Yokohama Marinos ở J-League đều thoát thẻ đỏ sau những pha đánh nguội trước đối thủ. Thậm chí lý giải cho hành động xấu xí của mình, Theraton Bumathan còn đổ cho hoàn cảnh. Trước bối cảnh các đội bóng đá rát khi gặp Thái Lan, không lẽ chúng tôi cứ chịu trận và buông xuôi ư? Hành động của tôi chỉ là câu trả lời cho việc thường xuyên bị đá rát mà thôi. Trước đó các cổ động viên Việt Nam đặc biệt tức giận khi Theraton Bumathan đánh nguội cao thủ Việt Nam tại F Cup nhưng thoát thẻ đỏ. Một vài cổ động viên còn từng tấn công trang cá nhân của hậu vệ của đội tuyển Thái Lan. Riêng tờ Xem Sport của xứ sở chùa vàng mới đây đã bình luận: hậu vệ trái của đội tuyển Thái Lan Theraton Bumathan đã trả lời các bình luận nhằm vào anh ấy sau khi Theraton bị chỉ trích là thiếu kiềm chế từ lúc trở về từ giải J-League. Theraton Bumathan vừa trở lại Thái League để khóa câu lạc bộ Buida Mía Tứt sau khoảng thời gian chơi bóng tại Nhật Bản và từng vô địch J-League cùng Yokohama Marinos vào năm 2019. Thưa quý vị, là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của chúng tôi.